Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Để mở những bế tắc ra và đưa máu vào để làm mạnh cái khớp gối lên. Rồi, dậm gót, đúng rồi. Đó đó. Đúng rồi đó. Dạ, hôm qua làm là bị đỏ, hôm qua anh làm bị đỏ, tối em không làm. Đâu sao đâu? Vì đây là nó đỏ luôn luôn cái này nè. Đó. Đợi chứ hết em mới làm đi. Đâu sao đâu? Đâu sao đâu? Chuyển tiếp. Mặc áo vô, đừng để ngoài da. Sợ thì mặc áo để nó lắp lên lại khăn tóc. Ok, được rồi. Nhấc chân cao lên. Đá chân cao, rồi, phát rồi đó. Tay ra, tay ra, chồng đi. Bỏ tay ra, một mình đi anh. Rồi. Nhấc, đúng rồi, ngon lành rồi. Đó, đừng có lết gì rồi. Đó, đúng rồi. Chị nghe khỏe. Ngon lành rồi. Rồi, anh Sơn thấy sao anh Sơn? Có nói gì không? Có, em cảm ơn Châu nhiều, may hơn gặp mình nhờ có gì gặp Châu quên cho em. Em nhờ anh Châu chuẩn cho em hết bệnh. Em cảm ơn Châu nhiều, nhớ suốt đời luôn. Nhớ thầy Châu suốt đời luôn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.